Kính chào quý khán giả và các bạn trẻ đã và đang theo dõi chương trình Bạn đã biết hay chưa cho trái đất thêm xanh. Kính thưa quý khán giả và các bạn trẻ, thói quen cầu nguyện trước khi ăn có từ rất lâu đời trong truyền thống đức tin của chúng ta. Từ xa xưa, người Do Thái đã cầu nguyện trên bữa ăn của mình để tạ ơn vì của ăn và đất đai mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Chính Đức Giê-xu, người cũng cầu nguyện trên của ăn vào lúc hóa bánh ra nhiều và vào buổi tối cuối cùng. Các tín hữu Công giáo cũng cầu nguyện trước bữa ăn để tạ ơn, để cảm ơn vì những gì mình đang được hưởng dùng. Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi dành một phút tĩnh lặng trước bữa ăn như một hành động để bảo vệ trái đất. Điều đó có nghĩa như thế nào? Xin kính mời quý khán giả và các bạn trẻ đến với số 30 của chương trình Bạn đã biết hay chưa cho trái đất thêm xanh với chủ đề Phút tĩnh lặng trước bữa ăn bảo vệ trái đất. Bạn đã biết hay chưa? Có lẽ tất cả các tôn giáo và các tín ngưỡng đều dạy các tín đồ dừng lại để tạ ơn, cầu nguyện trước và sau bữa ăn. Những người thực hành thiền định và yoga cũng cầu nguyện trước bữa ăn. Phật giáo dạy rằng niệm kinh trước bữa ăn giúp duy trì chánh niệm. Nhận biết thức ăn là tặng phẩm của trời đất và giúp bảo vệ trái đất. Một lời kinh của Phật giáo khi bưng chén cơm diễn tả tâm tình ấy. Tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy rõ vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Các tín hữu Công giáo cũng có nhiều lời kinh khác nhau để cầu nguyện trước bữa ăn. Ý thức sự sống mình lệ thuộc nơi Thiên Chúa, tạ ơn và khẩn xin phúc lành của Thiên Chúa trên thức ăn và những người hiện diện. Cùng cầu xin Thiên Chúa nhớ đến những người đang đói khát và gia tăng tình huynh đệ của những người con của cùng một cha trên trời. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng tạ ơn Chúa là đấng nhân lành, giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Đến bữa ăn rồi, đoàn con xin Chúa mở tay, trao ban phúc lành cho những của ăn này. Nguyện Chúa thương xem bao người lầm than, đêm ngày đói rét tấm thân cơ hèn. Mời ba mẹ dùng cơm. Rồi chúng ta cùng ăn nha. Những người thiền định nhờ cầu nguyện trước bữa ăn mà cảm nhận được rằng mỗi hạt thức ăn đều được tích điện và được biến đổi để trở thành nguồn thức ăn mang năng lượng tích cực. Bạn đã biết hay chưa? Dù có những quan niệm và cách thực hành khác nhau, nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng việc thinh lặng trước và sau bữa ăn, dù là cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo hay đơn thuần chỉ là một hành động nhân bản, cũng sẽ thay đổi nhận thức và tương quen của chúng ta đối với thực phẩm, với con người và trái đất. Nhờ dừng lại trước bữa ăn, chúng ta nhận biết rằng thức ăn là sản phẩm của trời đất hay của đấng tạo hóa ban tặng. Thật sự tất cả những gì cần để nuôi sống cho con người đều là sản phẩm đến từ tự nhiên. Chúng ta biết ơn những người lao tác để làm nên cơm bánh, biết trân trọng thực phẩm là nguồn duy trì cuộc sống con người bằng việc ăn uống điều độ, chừng mực, không tham lam và cũng không đổ bỏ thức ăn. Chúng ta nhớ đến những người nghèo khổ, những người thiếu cơm ăn áo mặc, và chúng ta được nuôi dưỡng tình liên đới với mọi người. Chúng ta gia tăng cảm thức thuộc về cùng một hành tinh, ý thức bảo vệ trái đất và duy trì nguồn thực phẩm cho mọi người thuộc mọi thế hệ. Quý khán giả và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa cùng nhau khám phá ý nghĩa của việc tĩnh lặng trước và sau bữa ăn, một việc nhỏ nhưng ý nghĩa rất to lớn. Hãy cùng với ban biên tập của chương trình lan tỏa những hành động ý nghĩa này, bởi cách bạn đối xử với thức ăn cũng thể hiện một phần cách bạn đối xử với cuộc sống. Bạn muốn thể hiện lòng biết ơn ư? Hãy dừng lại và cầu nguyện trước bữa ăn. Bạn muốn trân trọng thực phẩm ư? Hãy dừng lại và cầu nguyện trước bữa ăn. Bạn muốn góp phần bảo vệ trái đất ư? Hãy dừng lại và cầu nguyện trước bữa ăn. Bạn muốn liên đới với mọi người ư? Hãy dừng lại và cầu nguyện trước bữa ăn. Hãy thinh lặng và cầu nguyện theo cách của bạn. Cầu nguyện với đấng tạo hóa mà bạn tin thờ. Cầu nguyện với những người trong gia đình của bạn và cầu nguyện chung với những người chia sẻ bữa ăn với bạn. Trong một thế giới có nhiều người đang đói, xin cho chúng con biết dùng thức ăn này với tâm hồn khiêm tốn. Trong một thế giới có nhiều người cô đơn, xin cho chúng con biết chia sẻ tình bạn với trái tim vui tươi.
Chân thành cảm ơn quý khán giả và các bạn trẻ đã và đang theo dõi chương trình Bạn đã biết hay chưa cho trái đất thêm xanh. Chương trình được phát sóng định kỳ vào ngày 24 hàng tháng trên các kênh truyền thông của dòng con Đức Mẹ Phù Hộ. Kính chúc quý khán giả thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại.